Quyền Linh và Lê Lộc xin gửi lời chào thân quen đến quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bây giờ ta sẽ đến với Mẹ Chồng Nàng Dâu ngày hôm nay. Xin mời. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trịnh Thị Thiệu, 52 tuổi, nghề nghiệp là làm nông, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay tôi đang sống với con dâu ở Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời chị ạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ. Cháu là Thiều Vân Anh. Năm nay 29 tuổi ạ và cũng đến từ Thanh Hóa ạ. Cái ngày mà đầu tiên mẹ chồng gặp cô con dâu này đó thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Tiên là con trai dẫn bạn gái về để ra mắt bố mẹ. Thì là ông bà tôi thấy bé này thì là nửa mừng nửa lo. Mừng là thấy bé này là mặt mũi kháu khỉnh, xinh xắn, lanh lợi à. Cái nửa lo của hai ông bà là thấy bé này là bóc dáng nó khiêm tốn quá. Ở lúc đó là con ốm lắm, gầy lắm con hả? Chừng khoảng 36 và 7 ký thôi. Nhỏ lắm, vừa thấp vừa còi rồi lại vừa gầy vừa nhỏ nữa. Nhỏ ra bầy lắm mà. Vừa đủ kiểu lắm. Hai ông bà là lo là con không đủ sức khỏe để mà xây dựng gia đình, là con không đủ sức khỏe để mà... Không đủ sức khỏe để đẻ. Cái đó cũng là cái đúng đó. Sau bao nhiêu năm làm dâu của cô rồi cô? Em thì làm dâu là 6 năm rồi. 6 năm rồi mà... mình đã khẳng định được sức khỏe của mình chưa ạ? Mấy đứa? Cũng có một bé rồi ạ. Trời ơi, người ta có sức khỏe. Có sức khỏe là có đẻ. Đâu có lo ở đâu, nó chơi vui chứ thật ra là mặt bé rất là xinh nha. Dạ. Sau một nói chuyện thì thấy bé hiền ngoan, thông minh, tháo vát. Sau cái thời gian đó thì là các con lại phải ra Hà Nội để đi làm. Thì thỉnh thoảng các con về thì cũng hay vào nhà chơi. Nhưng mà ông xã nhà tôi cũng cứ hơi bực bội ra mặt. Bên nội bên ngoại thì cũng cứ nói ra nói vào, nói cũng không chê bé cái gì cả, chỉ chê bé là còi thôi. Thế thì là tôi mới hỏi riêng con trai tôi là chứ con này, chứ bạn gái của con bé tí đó thì làm sao nó đẻ được. Thế thì là con trai tôi mới phản ứng ra mặt luôn, nói mẹ thì bây giờ có bác sĩ mổ chứ làm gì phải dặn đẻ nữa. Nói chung lúc nó cũng nhịn cười, là cũng nói với con trai không phải đơn giản đâu con, là mẹ muốn cưới vợ cho con là phải bố với nội ngoại là phải vui vẻ. Thì là tôi cũng nghĩ ra một cách để là, nói chung một cách để là mách mút cho nó. Cách gì vậy con? Hai đứa mà thương yêu nhau thật sự không sống thiếu nhau được thì chỉ bằng cách là con phải ăn cơm chiếc kẽng đi. Em bé là ok hết. Ôi ôi. Quý luôn đó hả? Dạ vâng. Bây giờ mới biết là vì sao lúc đấy mình có đó. Được vài tháng sau thì thấy con nó gọi điện về là mẹ ơi, bạn gái con có bầu 2 tháng rồi đó. Mẹ nói với bố để cưới cho con đi. Ông bà tôi phấn khởi là lo cưới cho các con vào tháng 4 năm 2016. Yeah. Đến nay là cháu gái nội của tôi là được gần 6 tuổi. Mình làm dâu đó chị, dạ. Mình có gặp khó khăn gì không? Khi mà em có bầu thì có mẹ lên để xin cưới. Thì thực sự là lúc đấy em không muốn cưới. Lúc đấy thì... Lúc đó là con nó tuổi thân, nhưng mà lúc đó là con cứ ở Hà Nội. Ít tâm sự với mẹ đó là chưa cưới, nhưng mà ăn cơm với kẻ rồi nhưng mà chưa cưới. Tìm hiểu ra là lúc đó là con trai tôi đi làm nhưng mà ham chơi. Nói chung là cháu lúc đấy là xác định là sẽ không cưới anh đấy. Không phải ham chơi game đâu. Không muốn. Chắc nó chơi gì khác nữa đó. Tức là liên quan tới việc là mình nhìn ra là người này sẽ không mang lại được hạnh phúc thôi ạ. Lúc đó con nghĩ ai sẽ là người chăm sóc em bé? Lúc đấy nghĩ là cháu chỉ nghĩ là sẽ sinh em bé thôi. Cũng là cá tính dữ lắm luôn á. Sao lại con suy nghĩ lại? Chồng có hứa là sau này sẽ thay đổi. Cũng phải 3 tháng hơn rồi. Vậy là bản lĩnh lắm á. Mẹ chồng thấy mình có hợp gì với con dâu không? Mẹ góp ý thì hay là lúc đó ở cửa là mẹ hay góp ý kiêng theo cái truyền thống. Dạ. Yeah. Tức là nên là kiêng tanh, kiêng mỡ hay ăn món gì thì là con cũng cứ nhã nhặn lễ phép là vâng dạ rồi dạ vâng. Dạ. Yeah. Nhưng có thực hiện theo không?
cũng có cái thực hiện, cũng có cái không, bởi vì bà cũng rất là dễ tính và bà hiểu là, tức là cái tuổi trẻ thì hay là sẽ theo hướng hiện đại ấy. Tức là bà hiểu cái đấy nên là bà cũng không có phản đối hay như nào quá nhiều. Nếu mà không mà mẹ là quyết tâm phải làm theo mẹ là thế là xảy ra mâu thuẫn đúng không? Cái điểm của con là hay lướt điện thoại, nhưng lúc đó là mẹ không hiểu là con đang tìm tòi để mà bán hàng ở trên mạng. Lúc đó là hiểu nhầm con, là trách nhầm con, là lúc đó là tưởng là không muốn đỡ đần việc gì cho mẹ rồi lúc nào cũng lướt điện thoại để giết thời gian đây. Nhưng cái tình lúc đó là mẹ trách nhầm con. Nhưng mà lúc đó sao con không nói với mẹ chồng? Ít tâm sự, lúc đó lại không nói. Cũng sinh em bé rồi thì giữa cháu và mẹ chồng thì khá là hợp nhau thôi. Không có xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì hết. Chỉ có là lúc sinh em bé thì cũng không có chồng bên cạnh. Vậy thì con hay khóc một mình lắm đúng không? Sao lúc đó con ngại chia sẻ mẹ chồng hay sao? Không nói cho ai hết. Rồi trong gia đình còn bố chồng có tâm sự gì không? Rồi em, anh, chị em trong nhà cũng không có luôn. Kể cả nhà mẹ đẻ cũng không nói. Sao con không gọi điện nói chuyện với chồng mình? Nói chung là biết là không thay đổi được ạ, nên là không nói gì nữa. Nói chung là thưa với chương trình là bé này là rất có bản lĩnh. Chồng đi làm ở Hà Nội là vợ sinh nở ở nhà nhưng không đỡ đần cho vợ được cái gì. Thậm chí về là còn véo tiền của vợ đi để mà đi ham chơi cơ. Tôi cũng nói nhiều ông thì là ông thương con nhưng mà ông không biết diễn đạt. Còn mẹ thì phân tích, mẹ nói nhiều lắm, mẹ dạy rất nhiều. Rồi là bé này cũng rất bản lĩnh. Tuy chồng như thế nhưng mà cháu bé chừng khoảng 5-6-7 tháng gì đó là bé bắt đầu là... Tôi thì tôi đi làm nông. Thấy bé bảo là thôi hôm nay mẹ đừng đi làm nữa, mẹ ở nhà mẹ phụ với con. Là tức là con tìm tòi là con bán hàng online trên mạng. Đấy lúc đó là chồng đang như thế mà bé vẫn có bản lĩnh đang nuôi em bé. Vừa chăm con mà vừa... Vừa tìm tòi bán hàng, tức là nguồn hàng ngày càng nhiều, chất lượng của sản phẩm là khách hàng là uy tín lắm. Nhưng mà theo cô nói thì công việc quá nhiều như vậy thì cháu bé ai là người chăm cô hả? Cháu bé thì tức là bé ở nhà là vừa trả lời khách hàng là vừa cho con bú. Còn mẹ thì lúc nào mà bé khóc là mẹ vào mẹ phụ. Còn công việc là ông nội. Đang thấy cái nguồn hàng nó lên cao như thế thì là nhà vợ chồng nhà bé này lại cũng có chuyện buồn là chồng ở nhà lại vẫn cứ là ở ngoài Hà Nội. Vẫn cứ ham chơi, thỉnh thoảng mới về thăm con. Tức là một cái thời gian dài. Ý là ví dụ như trong sinh hoạt của gia đình thì về vấn đề tiền thì cũng vì là chồng không gửi tiền về mà lúc đấy thì em vừa mới sinh xong thì cũng chưa có tiền hay gì hết ấy. Thì có nghĩa là xin tiền nhà ngoại xong rồi nuôi con. Ông bà nội cứ nghĩ là chồng vẫn lo gửi cho mình ấy, vẫn cứ gửi tiền về. Đấy, nhưng mà đến một ngày thì bà mới hỏi thì em cũng mới nói là ý là không có tiền lấy gì hết. Thì lúc đấy là ông bà cũng mới biết là chồng không gửi tiền về. Còn trước đấy là cũng không biết. Chồng mình rất là khó thay đổi. Nên là kể cả con nói với ông bà thì chỉ để ông bà nghe và ông bà buồn hơn thôi. Chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì hết đấy. Lúc đấy thì tức là ông bà hai bên cũng khuyên là chồng về để làm cùng với vợ thôi ấy. Chồng con cũng về. Cũng tức là bảo gì thì cũng làm xong rồi phụ ấy ạ. Tuy nhiên là hai vợ chồng vẫn lục đục với nhau. Cuối cùng đến một cái giai đoạn là con quyết định là thôi sẽ ly hôn. Nói chung bà ngoại thì biết. Thì chắc bà ngoại con nói cho bà nội. Hai bà cứ khuyên là không. Vì lúc đấy đã có bé cũng đã lớn lớn rồi thì cứ khuyên là không. Không cho là bỏ nhau ấy ạ. Nói chung là mẹ em lên khóc nhiều. Thôi bây giờ kiểu cố gắng ấy. Mình có khuyên con trai cái gì không? Tôi khuyên con trai nhiều lắm. Tôi nói là bây giờ là lâu nay là con lúc 17, 18 tuổi thì con chơi. Nhưng phải có điểm dừng. Bây giờ con là trụ cột của một gia đình nho nhỏ của con. Con đã làm bố, con làm chồng. Thì con phải là giữ lấy cái mái ấm gia đình của con. Được với người vợ thông minh tháo vát như thế con còn đòi cái gì nữa. Mà không cố gắng giữ lại. Nên nhiều lúc tức quá. Nói không được, nó thì không cãi mẹ đâu, nó cứ im im thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không thay đổi. Tôi nhiều lúc con dâu cứ gọi về bảo là tình hình chồng con lại như thế như thế. Mà tôi khuyên giải mãi không được, có lúc tôi tức quá thôi. Con bỏ nó đi, mẹ nói không được, con bỏ nó đi. Cho nó lang thang, cho nó khổ, cho nó biết thân.
Nói thì nói thế thôi, nhưng đến sang ngày mai hai ông bà lại phải lọc cọc lên, lại lọc cọc lên nhà con để nói với con. Chồng con có thay đổi gì không? Bắt đầu căng thẳng nó lên nhiều hơn, bởi vì lúc đấy cứ qua lại giữa cái câu chuyện ly hôn ấy thì căng thẳng nhiều. Và càng căng thẳng nhiều thì lại càng không giải quyết được vấn đề gì hết. Tức là anh ấy lại càng đi chơi nhiều hơn. Đó, giải quyết theo cái cách là càng đi luôn, không nghe ai nữa hết và cứ thế là đi. Và cuối cùng? Một mình con lo hết từ A đến Z từ đầu đến cuối. Là hiện tại là anh chị đã ly hôn rồi. Chắc là mẹ em mới biết thôi ạ. Không ai biết ạ. Không ai biết. Ừ. Tuy hai năm nay như vậy nhưng mà tôi thấy con trai tôi là vẫn là ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, ở chung một nhà thì vẫn cứ thấy là chuyện bình thường, thỉnh thoảng là nó cứ đá ngang đá dọc nó đi chơi. Ly hôn trên giấy tờ nhưng mà hai vợ chồng vẫn ở chung một nhà, ăn chung mâm, ngủ cùng giường như vậy. Lúc đấy giải quyết ly hôn luôn, bởi vì nhiều áp lực dồn quá và tự đi ly hôn một mình là không ai biết đấy. Đấy, sau khi ly hôn về rồi thì con có nói với anh đấy là cũng ý là đã ly hôn rồi, nhà ngoại thì vẫn thuyết phục là ý là bây giờ có con rồi mà ly hôn thì cũng không biết là bé sẽ như nào, nên là nói với anh đấy là vẫn cứ ở trong nhà cùng với nhau. Đấy, nhưng mà không nói chuyện gì với nhau hết. Anh chị đã ly hôn lâu chưa? Hơn 2 năm ạ. Hai mẹ con mình đã lên thành phố sống rồi phải không chị? Dạ. Chuyển vào thì là chuyển vào năm ngoái, tuy nhiên là do dịch nên là lại về Thanh Hóa mất một năm. Thì năm nay là con mới vào đây được có hơn một tháng, là vào lại thì là để cho bé đi học. Rồi mẹ chồng vào để chăm sóc cháu với lại phụ con dâu. Khi mà đã ly hôn rồi, bắt đầu có một cái cảm giác là ý là cũng không muốn là mình quá thân thiết hay là gần gũi quá với nhà nội nữa. Mình xác định là mình đã thôi rồi. Dự định ban đầu là sẽ thuê người về trông con rồi mẹ làm. Đó, nhưng mà bạn hội có gọi điện vào nói là để bà vào chồng. Mẹ chồng thương con đấy. Thật ra ông bà rất là thương con dâu luôn đấy. Tôi cũng cứ khuyên con trai tôi thì là đến cái giờ phút này thì thấy con là nói chung là nó không rời vợ nó. Nó vẫn là bay vào bay ra rồi là làm ở xưởng rồi là nói chung là cũng chưa bỏ ham chơi hẳn. Nhưng mà nói chung là nó cũng chắc chắn là sẽ biết lỗi. Tức là con trai vẫn bay vào đây để chăm sóc con gái của mình. Thỉnh thoảng con nó bay vào bay ra. Câu chuyện này nó cũng lạ nha. Hơi có một chút xíu bế tắc. Em được chương trình thông báo là có một nhân vật bí mật muốn cùng lên với hai mẹ con mình. Hy vọng rằng là con sẽ thành công trên cái đường kinh doanh và thành công rực rỡ luôn đó. Dạ vâng. Để lấy lại những cái gì mà con đã mất mát một thời gian. Trời, mời chị. Đây là... Đây là mẹ đẻ bên anh ạ. Mẹ đẻ hả? Chị xui đó. Chị xui đó hả? Câu chuyện của con gái nãy giờ kể rất là xúc động. Dạ. Nhỏ nhưng có vỏ đấy. Rồi nãy giờ nghe con của chị nói nên rất là nể phục. Hai bà xui chắc là thân nhau lắm hả? Mình đã sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Hai bà xui cũng muốn nói gì với nhau không? Giờ chỉ mong sao là con trai tôi, nói chung nó cũng đang dần dần thay đổi. Thì dạo này là thấy nó cũng là gần gũi vợ rồi, là đỡ đần với vợ. Là cũng may là nhờ có ông bà ngoại ở trên đó để đỡ đần cho các con. Thì là rất cảm ơn ông bà ngoại. Chính là ông bà ngoại là rất thương con dễ, lúc nào cũng khuyên giải để không muốn cho hai vợ chồng bỏ nhau đâu. Là nhân của chương trình này là ông bà nội là rất là cảm ơn ông bà ngoại. Chị cũng nói gì với chị xui không? Vâng, thưa chương trình thì cũng có nội ở đây thì bà ngoại là cũng thật sự là cũng cảm ơn bà nội. Thì bà nội cũng đã hy sinh vào trong đây để đỡ đần cho con dâu và cháu nội. Em rất là muốn biết cảm xúc của chị bây giờ. Con là rất là cảm ơn nội ngoại hai bên. Bởi vì là
con nghĩ là để có được cái thành công của mình ngày hôm nay ấy, khi mà mình không có được chồng bên cạnh, thì cái sự thành công của mình có là sự hỗ trợ lớn nhất từ hai bên ông bà. Con luôn nghĩ là giống kiểu mình mất đi một cái gì đấy thì mình lại được bù lại một cái khác. Qua đây thì con cũng muốn cảm ơn ông bà rất là nhiều. Thực sự là bình thường thì con rất là ít khi nói hay là chia sẻ hay là nói cả lời yêu thương với ông bà hai bên luôn. Vẫn mong muốn là sau này mình sẽ lo được cho ông bà hai bên, để ông bà hai bên có sức khỏe tốt hơn, rồi sống được vui vẻ hơn, để ông bà có thể thoải mái ra trong cái chuyện của con, không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề của mình nữa. Con thì con nghĩ là mình sẽ sống cho cái bản thân của mình trước, mình phải hạnh phúc trước đã. Và mình không thể sống cho cái của người ngoài được, không thể sống cho cái đánh giá của người ngoài được. Miễn sao mình thấy phải hạnh phúc trước là được. Tuyệt vời. Chúng ta có hạnh phúc, chúng ta mới lo cho hạnh phúc được nhiều người. Chúng ta có khỏe, chúng ta mới lo được nhiều người. Tuyệt vời, cảm ơn ba người phụ nữ rất nhiều. Ba người phụ nữ hãy ôm nhau thật chặt nào.